cô nên tiền sẽ cô là anh rồi đã tiền sẽ cô là yên cô vẫn yên giờ phơi bông là chim là ư lô trăm mớn one kg $11 vẹp lạ hơi bông lạ lạ và chơi vẹp hiện tinh là anh sẽ vừa mình ngồi phải sao làm cái chết mà tinh sao làm cái chết kia tay mặt tinh không làm chết kia nhung à yang ini panjang sih biar lebih lebih lah. Hehehe. Saya tahu aja. Tôi vừa bỏ mặc lâu, nghe miếng nghe đó nghe. Ba ngon nghe lo miếng nghe hàng này đang ngay ba nghe hàng này đang ngay nghe lo chứ còn lại mua cá toàn bán đấy mà ăn thèm bơn pi à the beef that we just bought from the market. This is a 1 kg. Yeah, 1 kg is the best part of the beef. And the meat is tender and so it's more expensive than other parts of the like the whole body of the cow. So clean it. Okay. More of like the beef now like cow is from India so but we have to be careful not to buy from the Indian like import because some cow are die because of the disease. Baba. Yeah.
là tới thời dừng dinh mà. Just bought fresh from the market. Yeah. Dừng lại thì cô đến hai chim nhằm cho mùi của bò xó của China bà. Mình tất nhiên sẽ cố nhiệt kì và lại xa hơn người ta ở tình, tình màu lại này tới. Thì đạm bởi dây score là mồm tới. Của ấy thì tình cái lũ cái hào nữ tam khăn thẻ của mình đang rồi dây rùm mấy tí. ชื่อคนนั้นโกนใส่วงโกนละ5เนี่ยป้าคุณโฮกศึกษาคุณโฮก Thank you.